Da của em phần này em do em bôi sản phẩm nhiều quá, da nó khô, bây giờ bắt đầu da nó tắc nghẽn trong cổ năng đông, nó có biểu hiện tăng sừng rồi nha. Với lại cái nó đúng như cái da vùng mũi này cũng vậy này. Bây giờ về em đổ sản phẩm đi, vâng, sản phẩm ở nhà đi nhá. Rồi không cạy mụn nữa, cạy mụn là nó không lành thương được, vì da yếu quá nó không lành thương rồi nó bị chai nó thâm như thế này nha. Ok, là tất cả những cái nốt mà em cạy nhiều quá nó chai nó thâm như thế này. Đó, thâm này là thâm sâu, thâm khó điều trị ra chứ không phải dễ, không phải bên mình không điều trị được. Nhưng mà em điều trị phải dùng công nghệ cao, nó tốn tiền cho em thôi ha. Nên chúng ta không cạy nữa. Rồi xuống dưới má, ngửa cái mặt lên xíu. Dưới này này, da em cũng bị tắc nghẽn cổ năng đông này, tăng sừng rồi này. Ok, mấy cái nang chai này toàn bộ của em là còn bên trong còn nhân mụn hết nha. Ừ, chỗ này cạy nhiều quá. Bây giờ cái việc đầu tiên là về nhà không được cạy nữa nha. Tại vì cạy nó tổn thương, nó thâm như thế này, nó chai hết cái mặt của em. Rồi có những cái điểm mà nó chai nó còn lồi lồi lên xíu nữa ha. Ok. Cái việc mình lấy những mụn cho em thì nó vẫn xuống, nhưng mà nếu như để mà dứt điểm được cái mụn này thì em cần làm công nghệ cao để cho nó tái tạo lại cái mô, cũng như là mình giảm bớt cái sự tắc nghẽn tăng sừng này nhé. Dạ vâng. Ừ. Nhưng mà hôm nay mình lấy mụn xong mình dưỡng về nó cũng đỡ đi đã ha. Thâm chai quá. Không ai cho mình miếng giấy vậy thương ạ. Sao tự nhiên hôm nay em bị đơ ra vậy thương, em bị mệt hả? Đi kiếm gì ăn đi. Chứ tí nữa chị về là một mình em nè. Em solo luôn á. Tí anh chở em đi ăn nghe thì nó tạm thời trời cũng thấy ngọt ngọt một tí đã, rồi còn thật hay không tính. Em về bôi sản phẩm dưỡng vào mấy cái ta dày sừng này này, nó cũng mềm mềm nên nó dễ nấy hơn. Giờ nó kết chặt bên trong lỗ chân lông á. Không có cạnh nữa nha, cạnh tổn thương quá nó thâm hết mà nó không ra được nhân mụn, nó còn chai thêm nữa. Về là hôm nay chạy dưỡng chất về cái da nó cũng mềm hơn, nó bớt khô này. Rồi em biết phòng khám HP của đâu? Em biết ở trên thôi ạ. Em biết hả? Rồi sao em tìm lại em tới đây này? Rồi em chọn cái không, em đang gọi thất bại thôi. Vừa học xong thì em lúc phay thì em phải cho nên em vào em xem thử. Em lại nhắn tin hẳn luôn. Mà em lại vào trong đấy em nhắn tin. À em thấy nhiều nhưng mà em không biết sao em tin tưởng rồi em vào nhắn tin hả? Dạ. Ừ. Từ nãy giờ các bác sĩ tư vấn cho em có yên tâm không? Dạ có ạ. Nhưng mà em đi cái bước này trước rồi trong đấy. Mày đừng chấm cái thuốc này nha, nó khô nó ra hết cái da của em á. Nó tổn thương nó kết cái mụn xuống. Cho chị cái miếng gạc có nước muối sinh lý đi thương ơi. Yeah.
mình nặn nó sẽ không bị thâm hoặc nó đỏ như những cái nơi khác rồi nha. Rất em sẽ thấy cái kỹ thuật của mình đấy nó khác. Rồi về nhà em xem thêm cái kênh YouTube của HHV nhá. Thằng nào này chỗ này cái môi em này nó bị nang chai này. Cái này. Mô phật này, cái mụn ở môi của em này. Này bé này cho mở mắt ra nhìn này. Thấy không? Cái chỗ mà em cạy chày này hôm nay mình chỉ tác động nhẹ nhẹ thôi, vì đụng nữa nó thâm cái chai của em ra, em bôi thuốc và nó lành thương bớt đi, rồi lần sau mình lấy nha. Tại vì nguyên tắc càng chày ấy, em càng đụng vào nó càng tổn thương nhiều, càng tổn thương nhiều thì da em dễ bị chai và dễ bị viêm thêm, thứ hai là thâm nữa nha. Nút nang chai này mình lấy một lần là chưa hết đâu nha bé nhá. Cái bụng mình là sôi vậy ta. Nên mình cũng đói à. Được rồi.